bệnh nhi mắc vi khuẩn tăng thịt người, tử vong. Bệnh viện Nhi Trung ương vừa thông tin bệnh nhi 15 tuổi, trú Thanh Hóa, mắc bệnh Whitmore, còn gọi vi khuẩn tăng thịt người, đã tử vong trong tình trạng suy đa tạng, hoại tử ruột. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online tối ngày 12 tháng 11, lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết hai bệnh nhi trú tại Thanh Hóa mắc Whitmore được điều trị tại bệnh viện. Trong đó, bệnh nhi 15 tuổi đã tử vong đêm ngày 11 tháng 11. Bệnh nhi còn lại 10 tuổi tình trạng nhẹ hơn và đang hồi phục tốt. Bệnh nhi 15 tuổi được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương vào ngày thứ 12 sau khi khởi phát trong tình trạng nặng, phổi tổn thương, suy hô hấp, vẫn còn ban sẩn xuất huyết ở hai bàn tay. Các bác sĩ đã chẩn đoán trẻ bị sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, Whitmore. Được biết hai ngày trước khi khởi phát, trẻ đi học về và bị dầm nước mưa, sốt cao liên tục 4 ngày, ho, nổi sẩn ban kèm đau tức ngực phải, đau bụng. Bệnh nhi được điều trị tại hai bệnh viện địa phương sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Trước đó, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận 3 trường hợp mắc bệnh Whitmore, bao gồm một phụ nữ 40 tuổi ở Đắk Lắk và hai bé trai ở Thanh Hóa. Theo các tài liệu y khoa, bệnh Whitmore, còn được gọi Meliodo, là một bệnh lý nhiễm trùng ở người và động vật do vi khuẩn Bucolider pseudomy gây ra. Những nghiên cứu trong thời gian gần đây cho thấy bệnh phân bố ở nhiều tỉnh thành phía Bắc và phía Nam. Tỷ lệ tử vong do bệnh khá cao, trên 40%, nhất là các trường hợp sốc nhiễm khuẩn và viêm phổi nặng.